Không có sao đâu cháu. Cháu lo quá. Còn chú đây mà. Chú Long, sao rồi chú Sao Long? rồi? Không sao, không sao. Bình thường, ba cơn nguy hiểm rồi. Bác sĩ nói á, tại vì á, tụt huyết áp rồi chấn thương cột sống đau quá, rồi báo con xỉu thôi à. Bác sĩ á, vô mình nước biển rồi, hết nước biển á, ông tỉnh là ông cười cháu. Bây giờ vậy nè, cho anh Bảy nằm lại một thời gian để bác sĩ theo dõi nghe chú Dạ Long. dạ chú Hân, cho vô đây với tí con được không? Cũng được, nhưng mà thỉnh thoảng thôi con. Có chú Long đây mà, con còn phải lo chuyện học hành nữa. Tí con nhà bụng vậy đâu con học nữa. Yên tâm, đi học đàng hoàng đi. Tí con á, có chú lo. Chú hứa. Cười coi, mặt gái đẹp coi, cười coi. Cười lên đi con. Năm gian nhà cỏ thấp loe toe, ngõ tối đêm sâu đốm lập lòe, lưng dầu phất phơ màu khói nhạt, làng ao óng ánh bóng trăng lê. Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt, mắt lão không đầy cũng đỏ hoe. Tưởng tượng là mẹ con hồi còn trẻ. Tía thấy đỡ chưa tía? Tía thấy sao nó cũng vậy hả con? Vậy hả tía? Ừ. Tía ăn cháo đi cho nóng. Ừ, để tía. Đi đây. Hồi nãy chú Long coi vô, đưa cho tía cái kết quả xét nghiệm với lại kết luận của bác sĩ về việc chấn thương của tía. Rồi tía có phải mổ không? Phải mổ con. Chú Hưng khuyên tía rất là nhiều, nhưng mà tía thấy là chắc tía phải mổ rồi ở lại điều trị cho nó dứt điểm luôn. Chắc là hai đứa con mình phải ở lại Sài Gòn lâu đó. Vậy chắc mình phải báo cho má Hoàng biết. Ừ, thì tía cũng đợi con quyết định cái chuyện học của con đó, rồi tía sẽ gọi về dưới báo luôn. Là tía, ừ, tía có muốn con ở lại Sài Gòn học hát luôn không? Ừ. Vậy con sẽ ở lại. Mấy bữa được đi học á, con thích lắm. Với lại chú Hưng tốt với nhà mình quá, con cũng muốn làm chú buồn lòng. Tiên cháu đi. Mà sáng nào cũng dậy sớm vậy tụi em. Đúng rồi. Tụi em bị thiếu ngủ
Trầm trọng. Làm gì vậy? Dạ, bởi vì tụi em bị liệu. Chị có muốn hơn người ta không? Dạ muốn. Dạ muốn. Muốn thì phải chịu khó đi. Thay đồ. Giờ này trời tới rồi ta. Thiệt là lạ. Vậy mà mình là người tới sớm nhất. Alo, em nghe nè anh. Sao anh? Cái gì? Tối nay trễ lại một tiếng hả? Không được rồi, tối nay em kẹt ở bên kia rồi. Em hiểu. Ok, được rồi. Để em gọi bên kia điều đình lại và em báo cho anh ha. Rồi, ok. Ok anh, ok. Chỗ này rộng quá ha. Bà, lớp nhảy của mình đâu hả Tuyền? Ở trên. Ủa, hả? Sao sớm vậy? Mới tới. Chào anh. Chào. Sao sáng đi không qua đón em? Tại tối qua anh hát khuya quá nên sáng nhảy rồi. Em không biết. Phải anh hồi sáng thì em không đang sáng với ba được đó. À, mẹ anh xuống uống mì cho ba nha. Tụi em nhé anh. Em nhớ anh. Không còn. Nhắm. Thôi mà, ngoài điện thương ha. Ai mới có sức nhảy chứ ha. Để anh chút xíu mua nhanh lắm. Để anh chút nha. Ê, anh như ca sĩ Hoàng Minh kìa. Trời ơi, kệ nó. Ca sĩ ở đây thiếu gì. Nhưng mà dưới quê tôi khác. Tụi nó mà thấy ca sĩ á là hét lên luôn á. Thôi thôi kệ đi. Ổng học chung lớp với mình. Gặp ổng mấy hồi. Đi lên trển học đi, trễ giờ rồi. Kệ đi. Sư tỷ mình nhỏ ghê. Như vậy mới là sư tỷ của tụi ba đó chứ. Đúng rồi. Ai vậy? Ai vậy? Sao nhìn nhà quê vậy? Ai vậy? Ai biết? Biết nào vậy? Ờ ai? Đồng minh của con Tuyền à? Vô. Sao nhà quê? Chẳng dám nói để giấu kín trong lòng thôi. Tình yêu ấm vừa bay mất ta nào hay. Tình yêu chỉ là nhà trôi trên sông hờn. Mong đợi để mỗi anh hết con tim còn đơn. Làm sao để nói với em dấu yêu đã bao ngày qua còn dấu kín. Làm sao như nước trôi mãi ôm mắt kia đưa em về nơi bình yên. Và anh mong tóc mãi là cánh chim mang em hòa vang với gió bay. Chỉ một lần thôi để nghe trái tim khẽ rung lên bằng lời yêu thương ấy. Làm sao để nói với em. Làm sao để đối với em dấu hiệu đã bao ngày qua còn dấu kín. Làm sao được như nước trôi mãi ôm lá kia về nơi bình yên. Và anh còn lớn mãi là cánh chim mang em hòa vào cùng với gió bay. Chỉ một lần thôi để nghe trái tim khẽ rung lên lòng được yêu thương em. Làm sao để đối với em. Thank you.
Cảm ơn chị nghe. Ủa, anh hai, làm hết hồn à? Đi đâu đây? Bữa nay buôn bán được hồn. Dạ, cũng lay ra anh hai. Gửi cồn mới khách sạn, anh lấy thảo. Thôi, anh để bà anh dùng đi. Thôi, cầm cho tôi vui. Mấy bữa cô mua thuốc giùm tôi đó. Trời đất, ý anh á là ơ qua rồi nghĩa lại mới xong phẳng chứ gì? Không phải, ơ qua nghĩa lại là chứ còn còn gì mình đã không phải là bà con nhưng tôi cũng không muốn là người dân. Ngộ mà nghe, không phải người dân, không phải thiên hạ, vậy chứ tụi mình là giống gì anh hai? Nó giống như là quả kêu nam đau nữ phòng người dân. Thôi thôi thôi, về tự giấc lại sáng suy nghĩ đi. Mắc cỡ chớ luôn. Sao cha già này mắc cỡ, nhìn thấy ghét quá. Mình chỉ mình làm thôi hả? Bữa nay hết tiền rồi hả anh Minh? Quên em đâu? Quên em đâu? Anh quên mua rồi. Quên đó. Ghét Minh. Lần sau phải nhớ tụi em đó nha. Đâu em quên đó nha. Đó, anh làm cái gì vậy? Sao chứ ký? Anh Hoàng Minh, cho em sao chứ ký nha. Ok. Em ơi, ở đây không có cho chữ ký. Nhìn là biết đồ nhà quê rồi. Nhưng lần ở đây là cái gì không hả? Biết không hả? Em là ma mới hả? Ma mới thì sao? Ở đây có luật gì? Mày để tao. Luật gì hả? Luật ma mới. Mày nói rõ hơn coi. Ma mới thì phải chào phòng. Mày muốn biết tao là ai thì xem nè. Hình đôi mắt sáng ngời, hình gục sắc tuyệt vời, buồn dậy sớm em đam mê trong chân. Em là mê thuyết bao lời, không nói nên lời, chỉ cần chạm vào tay em thế ra một phút. Love me, love me, love me. You're the new, you're the same.
Mày đi làm cái gì? Cho mày một bài học. Cảm ơn. Cái đó tao học thuộc rồi. Mày nghe đi. Vô phải đâu nha. Cái lớp học ở cái chợ vậy? Không có gì hết. Này đây. Người mới nè. Tại sao thầy nói là không nhận người mới? Tự nhiên nhận tụi nó. Ờ, tại sao vậy? Tôi còn kiếm cơm nữa mọi người biết chưa? Vừa phải thôi. Lớp học như cái chợ vậy. Tập trung nè. Tào lao quá đi. Không sao đâu. Tập học. Khởi động nè. Nè, coi nè. Làm cho thầy nè, tay nè. Đó, có xây nè. Đó, thầy cổ chân nè con. Đó, thấy chưa? Chân kia nữa nè. Đó, từ từ. Đó, tốt rồi. Cố gắng lên nghe cho con. Nè, chân này nữa nè. Đó, 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 đó. Nè, từ từ. Đó, phải nhẹ nhàng. Rồi. Cô bé đó là ai vậy? Anh muốn hỏi con bé nào? Con bé binh vực Liên Anh hay con bé muốn quýnh Liên Anh? Tất nhiên là con bé binh Liên Anh chứ. À, con bé đó đó là con bé học cùng lớp luyện giọng với con Liên Anh. Ở thành phố này á, ngoài anh, em, con bé này á là thân với Liên Anh nhất. Vậy là con bé mà hay đi chung với Liên Anh để mua sắm đồ. Đúng rồi, con bé tên là Tuyền, đẹp, dễ thương, bốc lửa. Mệt chú quá. Tôi chỉ muốn biết á là chú đã gặp cô bé đó bao nhiêu lần, tính tình thế nào. À, tính tình hả? Thẳng tính, gan lì và khá đồ. Chú đã gặp bao nhiêu lần mà rành quá vậy? Anh quên là em là thổ địa ở Sài Gòn này hả? Tuần trước á, em đi theo dõi, về tới nhà bé luôn. Bé đã quẹo vô hẻm. Em chỉ cần ở ngoài đầu hẻm thôi. Em tâm sự với bà bán thuốc lá là em biết hết trơn lý lịch gia đình cả nhà bé luôn. Ừ. Nè, chú đưa đón Liên Anh đi học á, rồi chú ở đó chờ, coi chừng Liên Anh giùm tôi. Xin tuân lệnh. Chuyện nhỏ, có gì đâu mà khó. Ê, tập mệt không? Tao cũng vậy. Đâu có mệt gì đâu. Nhìn nhỏ thấy ghét quá. Tao không ưa. Ừ đúng rồi. Nhìn nó ai mà anh Minh. Hả? Khát nước quá. Rồi. Nè. Đây, tao nghi con nhỏ này chắc nó học được dài xuống rồi. Ờ, nó có học như vậy. Tập hợp tôi cái mấy bà. Nghĩ vậy là ông cà rê. Nãy uống nước sao giờ uống nước. Lẹ lên đi. Nhanh chân. Lẹ em tôi cái đi. Lẹ mề quá. Hôm nay thì tôi sẽ dạy cho các bạn sự biểu cảm trong vũ đạo. Các bạn phải lắng nghe. Phải tập trung nghe. Các bạn đợi tôi chút xíu nha. Chúng ta bắt đầu. La 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 la. La 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 la. La 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 la
đó.